Kính chào các bạn học viên. Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giới thiệu đến các bạn một khóa học kế toán cũng thuộc về lĩnh vực sản xuất nhưng nó sẽ đặc thù hơn các lĩnh vực sản xuất thông thường, đó là kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp. Để tìm hiểu về nội dung của khóa học kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp bao gồm những vấn đề gì, các bạn truy cập vào website ketoanviethung.vn. Vào khóa học kế toán chọn kế toán doanh nghiệp, vì khóa học sản xuất xuất ăn công nghiệp thuộc khối doanh nghiệp, các bạn nhấn Ctrl F để chúng ta tìm kiếm. Các bạn tìm kiếm xuất ăn. Bài viết nằm ở phía bên dưới của trang 1, các bạn click vào bài viết. Đây là nội dung của khóa học về kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp. Xuất ăn công nghiệp này thì sẽ thường sản xuất liên tục theo từng mức giá của từng xuất ăn. Do đó khi lập lệnh sản xuất, các bạn cần phải cân đối chi phí để chúng ta tập hợp cho từng suất ăn đó. Suất ăn công nghiệp thì thường sẽ cung cấp cho các công ty, văn phòng là chính. Do đó nhu cầu sử dụng về suất ăn công nghiệp sẽ rất là nhiều. Từ đó có rất là nhiều các công ty về sản xuất suất ăn công nghiệp thành lập. Nói về cái chương trình học của kế toán suất ăn công nghiệp cũng như các nội dung của các khóa học khác đều hướng dẫn cho các bạn từ cách nhập số dư đầu kỳ, bao gồm là khai báo danh mục phòng ban, nhân viên, rồi khai báo khách hàng, nhà cung cấp, danh mục kho vật tư hàng hóa, số lượng giá trị tồn kho vật tư hàng hóa, cập nhật giá trị còn lại của công cụ dụng cụ, tài sản cố định đầu kỳ, cập nhật số dư của các tài khoản lên bảng cân đối tài khoản đầu kỳ. Trong kỳ thì cũng hướng dẫn cho các bạn hạch toán các hóa đơn mua vật tư, mua mới công cụ, mua mới tài sản cố định, mua dịch vụ liên quan đến quá trình chế biến, xuất ăn, hạch toán lương, bảo hiểm, trích lương, trích bảo hiểm, lập hồ sơ lương, nhân công, bảng chấm công, hợp đồng lao động. Hướng dẫn cho các bạn hạch toán về ngân hàng, các loại phí ngân hàng cũng như là các khoản vay nếu có. Hướng dẫn cho các bạn về cách phân bổ công cụ khấu hao tài sản cố định, lập tờ khai thuế giá trị gia tăng, đối chiếu hóa đơn với tờ khai, khấu trừ thuế giá trị gia tăng cuối kỳ. Hướng dẫn tập hợp chi phí tính giá thành cho từng suất ăn, lên báo cáo tài chính và in sổ sách. Đó là tổng hợp tất cả những cái công việc mà Kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cho các bạn khi mà các bạn tham gia khóa học kế toán sản xuất xuất ăn công nghiệp. Đối với khóa học này thì các bạn có thể sử dụng tài liệu của học viên hoặc là sử dụng tài liệu của trung tâm để chúng ta hạch toán. Nếu như sử dụng tài liệu của trung tâm thì các bạn lựa chọn hình thức học. Một là tự học thì học phí là 1.080.000. Hai là hình thức học giáo trình online, tức là học trên chứng từ của trung tâm, một giáo viên hướng dẫn một học viên, học phí là 4.700.000. Học theo lớp online, tức là một giáo viên dạy nhiều học viên online, học phí là 2.500.000. Tùy các bạn có thể lựa chọn hình thức học sao cho nó phù hợp với thời gian cũng như là cái mức phí mà các bạn bỏ ra. Còn trường hợp mà học trên chứng từ, sau khi mà trung tâm xem hồ sơ chứng từ của học viên sẽ đưa ra nội dung và cái mức phí phù hợp cho từng doanh nghiệp. Về hình thức đào tạo của Kế toán Việt Hưng thì chủ yếu là đào tạo kế toán online. Giáo viên gọi điện nói chuyện trao đổi với học viên bằng cách gọi qua Zalo, còn truy cập vào máy tính để thao tác hướng dẫn học viên thì bằng UltraView, phần mềm điều khiển máy tính từ xa. Hoặc là chúng ta có thể sử dụng TeamViewer. Phần mềm kế toán thường sử dụng sẽ là Visa hoặc Fast hoặc là phần mềm đặc thù mà công ty các bạn đã cài đặt. Đối với các phần mềm, nếu như mà chúng ta chưa có thì trung tâm sẽ cài đặt cho các bạn. Còn nếu có rồi thì các bạn hạch toán luôn trên phần mềm mà các bạn đã có. Về thời gian tham gia khóa học thì thời gian thì do học viên sắp xếp. Các bạn có thể học buổi sáng, buổi chiều hoặc là buổi tối. Tuần chúng ta nên học 3 buổi, mỗi buổi 2 tiếng. Học thời gian nào thì các bạn chủ động sắp xếp và báo về giáo viên để giáo viên sắp xếp hướng dẫn cho các bạn. Bên trung tâm Kế toán Việt Hưng thì không quy định thời gian và số buổi học.
các bạn học đến khi nào hiểu và làm được lên được báo cáo tài chính thì thôi. Còn đương nhiên sau này trong quá trình mà các bạn làm việc có gì không hiểu thì các bạn vẫn hỏi và trung tâm vẫn giải đáp cho các bạn. Thường đối với khóa học kế toán sản xuất Xuân An Công nghiệp này thì các học viên học khoảng tầm 25 đến 30 buổi là đã thành thạo. Sau khi tìm hiểu về nội dung của khóa học kế toán sản xuất Xuân An Công nghiệp, để tìm hiểu thêm về hình thức học cũng như là cách giảng dạy của kế toán Việt Hưng khi mà giảng dạy tới học viên thì các bạn có thể vào kênh YouTube. Đây là những video mà kế toán Việt Hưng đã đào tạo các học viên với tất cả các loại hình doanh nghiệp cũng như là đào tạo các học viên trên cả nước. Thì các bạn có thể vào đây tìm hiểu các video. Khi mà chúng ta tìm hiểu kỹ về kế toán Việt Hưng rồi, quyết định đăng ký học thì các bạn click vào chữ đăng ký học. Tại mục này, các bạn lựa chọn khóa học phù hợp với lại các bạn. Và chúng ta nhớ điền đầy đủ họ tên, số điện thoại và địa chỉ để sau này trong quá trình mà làm việc thì kế toán Việt Hưng hỗ trợ thêm cho các bạn căn cứ vào những thông tin mà chúng ta đã đăng ký. Điền đầy đủ các thông tin rồi thì các bạn click vào chữ đặt hàng để chúng ta đăng ký. Ngoài website kế toán Việt Hưng.vn thì các bạn có thể vào website làm kế toán.vn và các bạn cũng click vào chữ đăng ký học ở góc trên cùng bên phải. Chúng ta cũng điền đầy đủ các thông tin, sau đó click vào chữ đăng ký ngay. Đăng ký học xong, các bạn muốn xem thử giáo trình mà kế toán Việt Hưng biên soạn thì các bạn click vào xem giáo trình online. Lúc này chúng ta không cần phải tạo tài khoản mà các bạn chỉ cần vào các khóa học, chọn khóa học kế toán doanh nghiệp, chọn khóa học kế toán sản xuất, chúng ta tìm đến Xuân An Công nghiệp. Ở đây xem thử, do đó các bạn xem được thử buổi 2 và buổi 3. Xem phần nào chúng ta click vào phần đó, click vào xem nội dung. Đây là các hóa đơn chứng từ mà kế toán Việt Hưng đã tập hợp từ thực tế để đưa lên trên website để hướng dẫn cho các bạn học. Nếu như các bạn muốn nghe video thì các bạn click vào biểu tượng video để chúng ta nghe. Muốn mở to hơn thì các bạn zoom lên. Không xem thì các bạn nhấn phím ESC để chúng ta thoát và nhấn đóng lại. Muốn quay trở về tài liệu thì các bạn click vào ăn công nghiệp. Bố cục ở đây sẽ được chia thành các phần. Mỗi phần thì sẽ có đầy đủ các hóa đơn chứng từ được sắp xếp theo thứ tự thời gian từ đầu kỳ cho đến báo cáo tài chính. Khi mà các bạn tham gia khóa học thì trung tâm sẽ tạo tài khoản và cấp quyền cho các bạn xem đầy đủ trọn bộ giáo trình kế toán sản xuất Xuân An Công nghiệp. Như vậy là tôi vừa giới thiệu cho các bạn về nội dung của khóa học kế toán sản xuất Xuân An Công nghiệp cũng như là cách đăng ký học và cách tìm hiểu về chứng từ mà kế toán Việt Hưng biên soạn. Hy vọng sẽ được chia sẻ kinh nghiệm đến các bạn trong thời gian gần nhất. Chúc các bạn thành công!